Bộ sản phẩm tăng chiều cao 15 hiệu quả nhờ chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7. Đã lâu lắm rồi người hâm mộ của màn ảnh Hoa ngữ mới lại thấy được một dự án phim ngôn tình được đầu tư chỉn chu như Em là niềm kiêu hãnh của anh. Từ nội dung, diễn viên cho đến những chi tiết nhỏ trong phim đều được trau chuốt vô cùng tỉ mỉ. Bộ phim Hoa ngữ này hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các mọt phim Việt. Thế nhưng, mới đây nhiều netizen Việt vô tình phát hiện hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò trong một tập phim và hiện tại làn sóng tẩy chay bộ phim đang rầm rộ diễn ra. Cụ thể thế nào? Chào mừng các bạn đang đến với tin tức 360 của Gia đình Việt. Phát sóng tập đầu tiên vào ngày 26 tháng 7, dự án phim truyền hình Em là niềm kiêu hãnh của anh đã thu hút được sự chú ý đông đảo của khán giả, trở thành đề tài được bàn tán rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Với sự góp mặt của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt, ba hai gương mặt diễn viên đình đám của Hoa ngữ, bộ phim này đã mang về loạt kỷ lục lượt xem chỉ sau hơn một tuần lên sóng. Cụ thể ở ngày thứ 8 phát hành, Em là niềm kiêu hãnh của anh đã chính thức cán mốc 1 tỷ lượt xem, thành tích mà bất kỳ bộ phim Hoa ngữ nào cũng mong muốn đạt được. Đông đảo khán giả Việt Nam cũng dõi theo bộ phim tình cảm hài này. Tuy nhiên, một thông tin chấn động đã khiến nhiều fan ngay lập tức tẩy chay phim. Bản đồ đường lưỡi bò đã xuất hiện trong một tập phim. Cụ thể, bản đồ lưỡi bò xuất hiện ở tập 9 của Em là niềm kiêu hãnh của anh. Trong một trung tâm nghiên cứu, tại hệ thống chiếu phim bản quyền cho khán giả Việt Nam, bản đồ này đã bị làm nhòe. Tuy nhiên, một số khán giả theo dõi phiên bản được chiếu tại Trung Quốc đã để ý thấy đường lưỡi bò được nhà sản xuất cố tình cài cắm. Cộng đồng người hâm mộ Em là niềm kiêu hãnh của anh tại Việt Nam ngay sau đó đã nổ ra tranh cãi lớn, đồng loạt quay xe và lên tiếng tẩy chay bộ phim này vì động chạm tới chủ quyền lãnh thổ nước ta. Theo khán giả Việt, cho dù nội dung phim có hấp dẫn, nhưng chỉ cần bày tỏ thái độ khinh thường, cố tình chèn bản đồ nhạy cảm vào thì nhất quyết sẽ không chấp nhận. Bên cạnh đó, một số fanpage lớn của cộng đồng yêu phim Hoa ngữ và diễn viên Địch Lệ Nhiệt ba cũng lên tiếng sẽ tẩy chay, không tuyên truyền bất cứ điều gì về phim Em là niềm kiêu hãnh của anh kể từ giờ phút thông tin này xuất hiện. Có thể thấy, đây không phải là bộ phim Hoa ngữ đình đám đầu tiên bị fan Việt mạnh mẽ tẩy chay vì hình ảnh trong phim có chứa đường lưỡi bò. Trước đây một năm, bộ phim hè hot nhất năm 2020 của màn ảnh Hoa ngữ có tên lấy danh nghĩa Người nhà cũng đã từng chịu làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của netizen Việt vì hình ảnh trong một tập phim có chứa hình ảnh đường lưỡi bò. Thế nhưng, ngay sau đó một đơn vị mua bản quyền bộ phim này để phát hành bộ phim tại Việt Nam đã có những đính chính rằng do khán giả đã nhìn nhầm. Thật ra, đó chỉ là biển đảo của Trung Quốc chứ không liên quan đến đường lưỡi bò. Vậy nên làn sóng tẩy chay cũng dịu xuống từ đó. Còn hiện tại, về hình ảnh đường lưỡi bò được phát hiện trong phim Em là niềm kiêu hãnh của anh vẫn chưa có một đính chính hay lên tiếng nào về hình ảnh này. Thế nên, làn sóng tẩy chay bộ phim đình đám này vẫn đang ngày một mạnh mẽ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh để cùng cập nhật những tin tức mới nhất nhé!